Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Đức Tiến chúc Tết Đức Tiến cho biết, kể từ khi chuyển đến bang California, năm nào anh cũng ăn Tết chỉnh chu theo phong tục của người Việt. Trước đó, cựu người mẫu trải qua hai lần đón năm mới cùng gia đình vợ ở tiểu bang Texas. Căn nhà của Đức Tiến không thể thiếu cành mai, hoa cúc, hoa lây ân để sắc xuân ngập tràn trong tổ ấm của một gia đình Việt trên đất Mỹ. Anh sắm đủ bánh chưng, bánh mứt, Mâm ngũ quả trước hôm 28 Tết từ thương xá Phước Lộc Thọ. Mâm cơm ngày Tết của vợ chồng Đức Tiến có thịt kho hộp vịt, canh khổ qua, củ kiệu. Cựu người mẫu cho biết nếu Tết trùng ngày cuối tuần, vợ chồng anh sẽ cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm, cúng giao thừa còn Tết vào ngày thường thì vẫn duy trì những sinh hoạt thường nhật. Những năm trước, Đức Tiến chạy sâu ngay sau Tết, nhưng năm nay do COVID-19, anh dành trọn thời gian bên gia đình chúng tôi trải qua một năm đầy khó khăn vì dịch bệnh và những căng thẳng chính trị tại nước Mỹ, nhưng may mắn hơn cả là mọi người đều bình an, anh nói. Bé Mèo, 6 tháng tuổi, là trái ngọc tình yêu của anh và Hoa hậu Bình Phương. Vợ chồng anh phải trải qua gần 9 năm điều trị hiếm muộn với đủ mọi phương pháp mới có thể đón bé trong niềm hạnh phúc vỡ hòa. Kể từ khi có con, tôi trân trọng cuộc sống bình yên hơn tiền bạc hay danh vọng. Tôi muốn làm việc thật nhiều để lo lắng cho gia đình nhỏ, nhưng cũng muốn tận dụng mọi thời gian để chứng kiến hành trình khôn lớn của con gái, anh nói. Hoa hậu Bình Phương đón cái Tết đầu tiên bên con. Cô đang trong thời gian nghỉ thai sản trước khi trở lại với công việc thuộc mãn luật tại một ngân hàng ở Mỹ. Làm cảnh, nhân vật cung cấp.